Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa lũ nhiều ngày qua khiến cây cầu Nậm Nhé 2 đoạn km 136 800 quốc lộ 4H gặp sự cố lún, nứt, hư hỏng nặng. Hiện các cơ quan chức năng đang gấp rút triển khai phương án làm cầu tạm và tiến hành khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông trên tuyến giao thông huyết mạch Điện Biên - Mường Nhé. Trước thực trạng cầu Nậm Nhé 2 không thể lưu thông, Sở Giao thông Vận tải đã phân luồng các phương tiện từ Mường Nhé đi thành phố Điện Biên Phủ sẽ đi vòng qua xã Nậm Vì, rẽ vào đường Mường Tong - Nậm Xả ra quốc lộ 4H và chiều ngược lại. Tuy nhiên, vào những ngày qua, trên đoạn Mường Tong - Nậm Xả xảy ra hàng chục điểm sạt lở, mặt đường trơn trượt, phương tiện qua lại rất khó khăn. Các xe trọng tải lớn, xe khách 24 chỗ không thể di chuyển qua đoạn đường này. Hầu hết người dân chọn cách đi đường cũ, di chuyển qua suối bằng bè tre do bà con tự phát. Cứ mỗi vòng này là giờ họ bảo đặt phải 50.000 đấy, họ đẩn lên trên cái đường này cho là 50. Còn nếu như ở dưới không pha không là 40. Thì mỗi lần đi này vất vả quá. Đi lại rồi thì dân đi, xe đi khổ khổ mà dân đi lại qua khổ quá. Giờ bọn chị đi này ngay được một vài trăm thì lại phải bỏ bớt ra mấy chục thì để mà đi chứ giờ biết làm sao được. Tôi không đi qua thì không làm thế nào được. Ghi nhận tại hiện trường cầu Nậm Nhé 2 cho thấy nước lũ đã gây sói lở, sụt lún, hư hỏng kết cấu mố cầu bên phía huyện Mường Nhé và ảnh hưởng toàn bộ nhịp cầu số 3. Hiện tại nhà thầu thi công đang tiến hành tháo dỡ toàn bộ phần cầu hư hỏng để tiến hành sửa chữa. Để đảm bảo cái tiến độ bà con đi lại cho thuận lợi thì hiện nay là đơn vị đã huy động đầy đủ các nhân lực, máy móc, thiết bị làm 3K4 kíp để đảm bảo sớm nhất để cho bà con đi lại và không ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt của người dân. Song song cái tình hình đấy thì là đang triển khai một cái mũi là làm cái cầu tạm để cho bà con đi để đảm bảo giao thông cái dịp mưa lũ. Theo đơn vị thi công, việc khắc phục sự cố cầu Nậm Nhé 2 không thể thực hiện gấp rút vì khối lượng công việc rất lớn. Trong thời gian sớm nhất, sau khi thống nhất với huyện Mường Nhé và người dân về vấn đề giải phóng mặt bằng, đơn vị sẽ triển khai ngay việc xây dựng cầu tạm để lưu thông tạm thời trong thời gian thi công khắc phục sự cố cầu Nậm Nhé 2.